Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ghé thăm vườn. Trong video này sẽ có một số cây của nhà cực kỳ đặc biệt để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Về giá cả thì sẽ có giá cả rẻ nhất để quý vị các bạn có thể tham khảo và giao lưu nhanh nhé. Cây đầu tiên giới thiệu trong video này là một cây si. Nhìn từ xa cái si nhé. Cây si búp hồng nhé. Mở búp của nó này. Mở búp hồng nhé. Và hiện nay cây si này đang ra quả nhé. Quả của nó này. Đây, lúc có chín thì rất là đẹp. Chín nó màu vàng rất là đẹp. Vừa rồi thì nó cũng mới rụng loạt quả. Và hiện nay đang ra cũng rất là nhiều quả nhỏ này. Hầu như cây lá nào cũng có quả. Quả này, những quả nhỏ này. Quả mọc rất nhiều ở các cây lá này. Những chùm quả nhé. Cây lá nào cũng có quả. Siêu quả. Lúc cây hoàn thiện mà nhìn nó quả nó kín tán thì nhìn rất là đẹp. Nó chín vàng rất là tuyệt vời. Và điều quan trọng là tổng dáng của cây này, các bạn xem nhé. Tổng dáng của cây nhé. Một cây cũng lưu lực về độ già của nó nhé. Cây sáng màu đẹp. Da cũng chùn nhũn rồi nhé. Da nó chùn nhũn như này. Rất già rồi nhé. Đó. Màu da sáng màu đẹp. Quý vị các bạn nhìn tổng dáng cái xì này nhá. Cây si này là cây si ba vai. Ba vai nhé. Rất đẹp. Còn đang nuôi một số mầm thở. Sau này phải cắt vào bớt. Những mầm thở này. Những mầm thở này. Sau này cắt vào bớt. Thoạt nhìn thì nó là một cây ba vai. Nhưng nhìn kỹ thì nó có hình dáng của một con vật gì đó. Những cái chân của nó nhé. Hay những cái chân của nó nhé. Đó. Một con vật. Đây cái đầu của nó này. Đó. Rất là đặc biệt nhé. Cái kiểu dáng ấy có rất nhiều những cái nét tự nhiên. Là một cây ba vai mà bây giờ rất nhiều anh em thích. Nhìn kỹ thì nó lại giống một con vật. Con vật. Các bạn nhé. Là một cây cực kỳ đặc biệt luôn. Kích thước của cây này thì tôi thông tin luôn nhé. Cây cũng kích thước khá lớn nhé. Vành chỗ này này. Vành chỗ này. Chạy trong cái rễ này không tính cái này. Cái này sẽ cắt bỏ. Cắt sát vào đây nhé. Vòng vào đây. Là trên mét một chút. Vành trên mét nhé. Một chút. Cây kích thước không hề nhỏ nhé. Cũng giật được vài phút rồi này. Giật nhé. Giật nhé. Cây này làm tiếp thì cũng dễ làm, đã được vài cút rồi. Các bạn nhé. Quay kỹ các kiểu cho các bạn xem. Sau đó tôi sẽ báo giá một cái giá rẻ nhất thì thôi. Chiều này cũng méo mó nhé. Chiều này cũng méo mó này. Cái rễ của nó này. Chân đế nhé. Chân đế nó trải. Đó. Nâng cây lên một chút nữa, lộ ra chân đế rất đẹp. Rễ của nó là sao? Những cái rễ nhỏ này, chân đế này. Hơi tuốt lá cho nên cũng hơi khó nhìn. Chiều này trông thì nó cũng gần giống một con vật nhé. Thân nó chảy ra như này. Nhìn rất là dị như này. Méo. Một cây si luôn lực. Kiểu dáng thì rất là đặc biệt. Cây cũng giật được vài khúc rồi. Cơ bản thì nó cũng rất là phù hợp với cái lối chơi đương đại. Cái cách chia cành chia chi cũng rất là hợp lý rồi.
Cái cây sim bút hồng này thì tôi sẽ bán với giá là 15 triệu. 15 triệu cái này nhé. Và tặng thêm một cây si trực núi nữa. Kích thước cũng khá lớn nhá. Vậy là mua được hai. Cây si trực núi nữa là khuyến mại không tính tiền nhé. Như vậy là 15 triệu. Bao gồm hai cây. Một cây này. Và một cây si cũng là búp hồng. Trực núi nữa tặng kèm. Không tính tiền. Mua một được hai nhé. Nếu quý vị và các bạn thường xuyên quan tâm đến giá cả của thị trường ở thời điểm hiện tại thì một cây si như thế này, si búp hồng nhé, siêu quả nhé, lùn lực nhé, giật được vài cú rồi nhé, vay trên mét nhé, quan trọng là kiểu dáng nó đẹp, ba vai nhé, trông rất là dị cây, ba vai còn hình thú nhé. Thì cây này mà ở trên thị trường chắc chắn là sẽ không có cái giá dưới 20 triệu, thậm chí còn có thể là giá lên tới trên 30 triệu. Chuyện bình thường. Thế nhưng quý vị bỏ ra 15 triệu là được hai cây, một cây này và cây thứ hai nữa nhé. Rồi sẽ quay luôn cây thứ hai để quý vị các bạn xem. Cây thứ hai nhé. Các bạn xem này, xem từ xa nhé. Đây cũng là một cây si búp hồng. Xem luôn màu búp của nó này. Đây. Màu búp này. Những cây này là cũng khô cây, độ già của nó cũng chỉ là tương đối thôi. Hiện nay nó trồng trong cái chậu nó hơi chật. Thế thì các bạn về có điều kiện thì có thể cho nó ra một cái chậu to hơn một chút. Thì trên đấy nó trải ra rất là đẹp, bộ rễ nó rất khỏe nhé. Cây này là si trực núi nhé. Các bạn nhé, cũng giật được vài cút rồi. À, cũng giật được vài cút rồi nhé. Vành chỗ này nó khoảng trên 80 một chút. Cổ ngọn có rồi nhỉ, các bạn xem nhé. Lắc xong rồi nhỉ. Hai cây này cắt lại cái rất là đẹp. Nhìn nó hơi thốt lá, nó hơi khó quay. Quý vị các bạn về muốn chăn nuôi thêm, làm đẹp thêm cái bộ bệ thì có thể là cho ra cái chậu nó to hơn một chút để cho cái bệ nó trải ra. Cái cây này là khuyến mại nhé, không tính tiền. 15 triệu là bao gồm cả cái cây vừa nãy và cây này. Thì các bạn thấy hợp lý chưa? Cây cũng khô cây nhé, gai sần rồi. Rễ rất khỏe. Cho ra cái chậu rộng cái thì rễ nó tràn ra rất là đẹp. Trực núi bây giờ thì rất là nhiều anh em thích. Đó. Đây, quay kỹ cho các bạn xem nhé. Cũng ra được vài cút rồi này. Các bạn xem lại cây này nhé. 15 triệu là bao gồm hai cây nhé, cả cái kia và cây này. Cây này chân đế hay, nó chảy. Các bạn xem. Chân đế nó chảy hay. 15 triệu hai cây này. Quá hợp lý luôn. Các bạn nào có không gian hẹp muốn chơi cây nhỏ chơi cây này. Cây này làm gần xong rồi nhé. Đấy, cũng giật được mấy cút rồi. Si bộ hồng nhé. Bóng úp này. Màu búp này thì có lúc là màu đỏ khá là đẹp ấy. Cái này cũng ba vai. Vành chỗ này nó được khoảng độ gần 40. Cũng gần xong rồi nhé. Cổ ngọn này. Đây là vẽ làm phong này. Đó. Chỗ này giật được vài cút nhé. Ba vai những cái đường chuyển của chi cành nó lắc khá đẹp. Cái này tôi cũng làm lâu rồi. Cây khô cây nhé. Chân đế trải đẹp. Nhẹ nhàng đẹp nhé. Là vai. Cây này thì tính các bạn 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu cây si ba vai. 1,5 triệu cây si này nhá. Chậu đẹp. Okay, các bạn xem tiếp nhé. Đây cũng là một cây si búp hồng. Búp của nó này. Búp hồng nhá. Búp hồng nhá. Cây này kích thước lớn. Vành 1,5 mét. Vành chỗ này là 1,5 mét nhé. Chân đế đẹp này. Cây cũng khô. Gai sần. Đó. Vách đẹp. Cây thì rất là hầm hố. Mà cái kiểu dáng rất là đặc biệt. Mặc dù thân nó rất là đặc nhé. Nhưng nhìn kỹ thì nó như một cây có ba thân ấy. Như ba ông Tam Đa nhé.
Phúc Lộc Thọ. Và cây thì cũng giật được vài khúc rồi, giật à, giờ cắt giật được rồi, cắt cái này rất là đẹp, làm dễ làm nhá. Cây này tôi báo giá là 15 triệu, 15 triệu là bao gồm cây này và cả cái chậu này nhá, thay sang cái chậu này. Nếu quý vị các bạn không lấy chậu thì trừ hẳn là 2,5 triệu tiền chậu nhé. Chậu này gần 2 triệu, trừ hẳn cho quý vị các bạn cả 2,5 triệu luôn. Chiều khác của nó này. Cái này mà dọn rễ, cắt giật lại thì rất là đẹp. Hiện nay nó hơi tốt rễ. Chân đế trải đẹp nhé. Chân đế cũng trải hay nhé. Cây méo mó. Cái xì rất là đẹp, vách đẹp, vành 1,5 mét, xanh nằm biển phôi trên vườn rất là nhiều. Có dịp thì quý vị các bạn ghé thăm vườn nhé. Những cây như này hoàn thiện chỉ vài triệu thôi các bạn nhé, giá cực kỳ hợp lý luôn. Chia sẻ tiếp tới quý vị các bạn một cây xì, cũng là xì búp hồng. Quý vị các bạn xem màu búp nha, màu búp này hồng nha. Đó, cây cũng già sáng màu nhé, cũng có những cái nu, nhìn chỗ này mình biết là nó già này. Nu nó gai sần như này. Đó. Đó, chân đế trải đẹp nhé. Cái cây này thì báo ra nhanh là 5 triệu, vanh gọi là 80 nhé, chỗ này là 80, trên 80 một chút thì có tính là 80, dưới này còn hơn nhé. Cây hầm hố già 5 triệu cây này nhé, nếu không lấy chậu thì trừ 1 triệu còn 4 triệu. Đấy. Cây xì già như này, vanh gần mét, chân đế nó trải dễ rất khỏe nhé. Không lấy chậu thì 4 triệu nhé, giá cực kỳ hợp lý luôn. Quý vị và các bạn vừa tham quan vườn, tham khảo giá một số cây. Nếu có dịp thì trân trọng mời quý vị và các bạn ghé thăm nhà, uống nước trà. Việc mua bán có được hay không cũng không phải là vấn đề chính. Chủ yếu là chúng ta giao lưu, kết nối những đam mê. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.